Hey, chào mọi người. Mọi người biết mình đang ở đâu không? Mình đang ở phà Chợ Vàng. Người về quê các bạn. Đi từ sáng tới giờ, xe nó hư. Đi dọc đường sửa mấy lần luôn. Đi từ lúc 12 giờ tới giờ, 5 giờ chiều mới về tới nhà. Giờ chưa về tới nhà nữa. Giờ là phải đi khoảng 20 cây số nữa mới tới. Để cho mọi người coi cái sông. Do Lào nó dở đập cho nên nước. Bên đây là Đồng Tháp, bên kia là An Giang. Số gì số? Đồng Tháp bên tám mày. Không muốn. À, mình hình như nếu mình chạy là chạy hình như gần 20 phút mới qua tới bên kia. Đi dính mưa tè tù á. Cái chạy cái chạy. Tính quay trên đường đi về mà không đủ dung lượng. Không đủ pin. Gặp mưa thì xe hư. Đi cái đường chành chim bây giờ nó đông hơn ngày xưa chứ. Chứ gặp ngày xưa thì dắt bộ 2 lần. Cái xe mà nó cùi quá cùi. Chắc mà gặp trời mưa nữa. Sao lâu vậy ta? Sao quá lâu rồi, quá lâu. Cái nước này. Quá lâu. Tính cái nước này là còn không lớn. Bây giờ con xin bài ra. Đi vui. Đi sửa xe 2 lần. Lần thứ hai cái gặp thằng thợ sửa xe á, nó chơi lan nó thấy mình đem cái cây kỳ duyên về, cái nó xịt, nó cắt hết 2 nhánh. Thấy cũng vui. Hôm nay phải chạy vòng qua bánh trường chút. Lâu lắm mới về, nửa năm rồi. Rồi kỳ rồi tính lễ về mà lễ mất bận ở lại Âu chợ nên này không có về. Này hứa mấy cái lần hứa lựa nên xin nghỉ về. Này phải chơi về mọi người, phải chơi về. Nếu mình đi về thì cũng được, nếu mình nói cái đường bên kia chạy thẳng đi lên Hồng Ngự qua phà Tân Châu về cũng được, nhưng mà ở đây thì đi đây cũng được, mình lên trên kia cũng được. Tại làm biến chạy lên trên kia. Đây là cái qua bên kia là đi về nhà mình khoảng 21 cây. Phải vô lên.
Cho nên phải chờ một chút xíu nữa rồi nó mới chạy vô tâm kia. Như chạy tới 15 phút. Xong cái khúc này nó lớn. Mùa lũ về thì cái sông lớn hơn. Không biết phải vậy không. Nhưng mà khu này nó lở nhiều lắm. Tại chỗ này nó hút cát này. Mà các bạn thấy xa xa thấy thấy ghe cát nó chở không. Ở chỗ này nó ghe cát nhiều. Múc cát. Múc ghiếc mấy cù lao lở hết trơn. Rồi xuống về nhà thôi. Mọi người ăn trứng cút, mọi người có dám ăn luôn cái vỏ không? Mình sẽ không lột vỏ mà mình ăn luôn cái vỏ. Cút lắc nè. Đó, hậu vô. Cút nóng chăng. Cút nóng, cút nóng chăng không? Cút lắc luôn không? Cút lắc luôn. Cút lắc, cút lắc, cút lắc. Mình sẽ không lọc vỏ, mình ăn luôn cái vỏ luôn. Vỏ có canxi. Mặn. Muối không? 2, 4, 6, 8, 10, 10 trứng. 10 ngàn. Trứng ngàn. Mới nè. Yeah. Nó dài ghê. Hai nó phà phà hai đầu. Như nó chạy không quay đầu. Mấy người còn cái phà hiện tại đang đi tôi quay đầu.
xe khách đi đường này nhiều lắm, mấy xe luôn. Bao nhiêu? Rồi, tự Long Xuyên đi hả? Không. Có thấy cái màu thước này đó, cái phà đi qua giờ nó đi qua đó nha, phà nó phải đi con sao quá thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đánh giá được cái mực nước nó cao thấp, nhưng mà về Tân Châu mình ở Tân Châu nó đo đầu nguồn á, thì lúc đó mình sẽ biết được cái nước nó như thế nào. Cát để khai thác rất là dễ, cứ thả cái gào xuống rồi móc lên thôi. Mà khai thác ngày ngày đêm đêm luôn. Có lúc một thời gian là ở đây như nó cấm, rồi bắt đầu nó di chuyển lên Campuchia, nó khai thác, không biết sao giờ vẫn khai thác. Nhà mà cô mình có đất mà giống như người gọi là thù lao, nó lỡ te tua. Thank you.
10 phút. Cua nó khoảng 1 ký, 1 ký càng nữa nha, là 2
chèo không nổi, bậy hư nữa rồi. Đường về quá gian nè, giờ cán gán kiếm tiền để dành mua xe mới. Chiếc xe này đi ngồi nó xích cái bụi đi vô hoài luôn, mới ngồi xuống gắn lại rồi xong rồi đi tiếp. Chứ như vậy mà đi tới giờ mới về, trễ quá trễ đó. Mình đi đi 20 cây số, khoảng 20 cây, 21 cây. Ở dưới mình á, cái đường này đó là nó không có địa chỉ, người dân người ta gọi á, người ta người dân người ta phân biệt với nhau bằng cách là nói cây số. Có nghĩa là từ trên mình á, từ trên chỗ nó đi xuống đó là số 1, và km số 1 thì cứ mở cách 1 cây số gì đó, nó có một cái bến đò. Không biết bây giờ còn không, nhưng mà ngày xưa là cứ cách 1 cây số là sẽ có một cái bến đò. Chưa có xe buýt thì người ta sẽ đi
nhau rồi. Tép thấy thấy lạ luôn. Không sợ hết. Nên là đi ngang tay đừng có la. Có nghĩa là ngày xưa nhắc cái nhau là có nghĩa là nếu mình đi chơi xe xe buýt á, đi đi ngang tay là đừng có vỗ tay thôi. Nói chung là ví dụ như bạn đi theo bóng, đi theo đội bóng mà đá dù này kia rồi á, thì đi trên xe là đi ngang tay là ai cũng im lặng.
sẽ biết, nhiều người cũng biết là nhiều người không ở đó, ở đây chắc chắn người đó sẽ không biết, nhưng mà nói chung là sao đó.
Cái chơi nó gọi 2-3 cái luôn. Thấy cái dốc cầu, dốc cầu rồi. Rồi đi á, giống như đi mò vậy á. Ngày xưa không có mấy cái này nghe không? Đó là
giờ nếu như mà nói đúng ra, nếu mà ba mẹ bạn ở cái tuổi này á, mà một năm mà các bạn gặp được một lần á, thì nếu mà 60 tuổi nhưng mà thọ thì 80 đi, và 20 năm thì tính chính xác là nếu mà một năm mặc về một lần thì mình, từ khi cái ngày của ba mẹ bỏ mất đó, thì phải chỉ gặp được 20 lần, tính gặp cũng biết không. Bởi vì nên cũng nên lắm đấy, nên thì suy đi về công việc thì ngày nào cũng gặp, nhưng mà người thân thì rất ít gặp. Một năm đi về góp chồng thì nếu mà năm mình về được 20 lần, xích của này nè, tay vô nhấn nó vô, hình như cái lưỡi già nó bị hư rồi vừa rồi, nên là nó cứ vậy hoài, nhấn vô chạy tiếp, còn chút xíu mới về tới nhà rồi mà mình để, thấy chưa? Biết đây rồi. Thôi ghét hả, mấy thợ nó sợ luôn. Tại mình đi á, mình đâu có mang dít gì theo đâu. Nếu mà có dít thì mình sẽ mở được. Thì mấy thằng thợ nó vô, nói hồi nãy đi cái đường chạch chim nó vắng que à. Không ai chứ, đường chạch chim bây giờ thì nó đông đông rồi chứ, hồi xưa nó nãy đi cái gì thôi à. Nãy thằng nghe bên kia